sinh ngày 14 tháng 2 năm 1942 tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Phạm Huỳnh Tam Lang bắt đầu nghiệp bóng đá ở đội tuyển của trường trung học Petrovsky, nay là trường Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 15 tuổi, ông thi đấu cho đội ngôi sao Chợ Lớn và 3 năm sau được gọi vào đội tuyển miền Nam. Với tài năng và đức độ, ông nhanh chóng chiếm được vị trí trung vệ chính thức và mang bằng đội trưởng đội tuyển miền Nam. Trong sự nghiệp thi đấu, ông cùng các đồng đội vô địch Medica Cup 1966 tại Malaysia và là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chọn vào đội hình các ngôi sao châu Á năm 1967. Ở cấp câu lạc bộ, Phạm Huỳnh Tam Lang từng chơi cho các đội bóng lừng danh thời bấy giờ như AGS và Cảng Sài Gòn. Năm 1981, ông học lớp huấn luyện viên quốc tế tại Đức. Sau khi kết thúc khóa học, Phạm Huỳnh Tam Lang trở về nước và ông đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội Cảng Sài Gòn, một đội bóng nổi tiếng với lối đá kỹ thuật hào hoa, chinh phục trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ từ Bắc chí Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, Cảng Sài Gòn đoạt chức vô địch quốc gia vào năm 1986, 1994, 1997 và 2002 và hai danh hiệu vô địch cúp quốc gia vào các năm 1992 và 2000. Bên cạnh đó là hàng chục ngôi vô địch ở các giải bóng đá khu vực phía Nam. Ngoài ra, cựu huấn luyện viên Phạm Huỳnh Tam Lang còn có quãng thời gian dài gắn bó với đội tuyển quốc gia trên cương vị trợ lý huấn luyện viên. Ông đã cùng huấn luyện viên Alfred Rieder góp mặt ở Tiger Cup 1998, SEA Games 1999 và Tiger Cup 2000. Phạm Huỳnh Tam Lang chia tay sự nghiệp huấn luyện vào năm 2004, một năm sau khi ông giúp Cảng Sài Gòn trở lại với giải bóng đá cao nhất của Việt Nam. Với nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà, Phạm Huỳnh Tam Lang được nhận giải nhì trong cuộc bầu chọn cầu thủ vàng 50 năm của bóng đá Việt Nam vào năm 2004. Một giải thưởng khẳng định những đóng góp to lớn của ông và đưa ông vào ngôi đền của những huyền thoại. Sự ra đi của Phạm Huỳnh Tam Lang không chỉ để lại niềm thương nhớ sâu sắc của người hâm mộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, mà còn của hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà.